Kính thưa quý vị và các bạn, khi quý vị và các bạn đặt chân đến khám phá thành phố Quy Nhơn thì chúng ta không thể nào không lê la đến các hàng quán ăn vặt nổi tiếng tại nơi đây. Quy Nhơn không chỉ nổi tiếng với các đặc sản của vùng biển mà nơi đây còn nổi tiếng với các hàng bán bánh bèo thơm ngon tuyệt vời, và ai đã từng nếm thử món ăn này thì chắc chắn đều quyến luyến nhớ nhung. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn hãy theo chân Kiều Oanh đến một quán bánh bèo khá nổi tiếng tại thành phố Quy Nhơn nhé. Dạ. Bây giờ thì Kiều Anh và ông xã của mình đang chuẩn bị thưởng thức món bánh bèo Kim Đình. Bánh bèo được làm từ bột gạo trắng mịn. Trên bánh bèo còn có hẹ, đậu phụng, bánh mì chiên giòn. Vâng, trông rất là hấp dẫn. Cộng thêm ăn kèm với lại là nước mắm. Bây giờ Kiều Anh sẽ thưởng thức. Ngon quá, bánh bèo vừa nóng và lớp bột gạo thì rất là mềm, cảm giác rất là tuyệt vời. Khi nào có dịp đến Quy Nhơn thì rất mong quý vị các bạn chúng ta hãy cùng ghé đến quán bánh bèo và sinh tố Kim Đình để thưởng thức các món ăn rất là bình dị và tuyệt vời này nha. Rồi thì Kiều Anh cũng vừa mới thưởng thức xong về bánh bèo. Có thể nói rằng là bánh bèo là một món ăn nổi tiếng tại thành phố Quy Nhơn. Ngoài bánh bèo Kim Đình thì chúng ta có thể tìm thấy bánh bèo trên một số những con phố. Ví dụ như là bánh bèo cây mặn ở trên đường Trần Hưng Đạo, hoặc là bánh bèo trên đường Ngô Văn Sở. Đặc điểm nổi trội ở khu vực này đó là bánh bèo dạng chén và nóng. Ăn rất là ngon. Quý vị và các bạn, chúng ta hãy tìm hiểu và thưởng thức bánh bèo tại các khu phố này nhé. Vâng, bây giờ trời cũng đã tối, đã đến lúc là Kiều Anh cần phải về nhà. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những cái video clip tiếp theo. Kiều Anh sẽ giới thiệu đến mọi người những cái món ăn ngon, hấp dẫn tại thành phố Quy Nhơn. Xin chào và hẹn gặp lại.